Bản du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ, xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, với khí hậu mát mẻ và phong cảnh hữu tình, đang thu hút đông đảo du khách. Dân bản đã sáng tạo những ngôi nhà tổ ong độc đáo để phát triển du lịch. Năm 2019, anh Hàng A Sa đã xây dựng 12 căn nhà tổ ong nhằm tạo công ăn việc làm cho dân bản và thu hút khách du lịch. Những căn nhà này được đặt theo tên các loài ong đã thu hút sự tò mò của du khách. Từ khi đưa vào sử dụng, trung bình mỗi năm gia đình anh đón hàng nghìn khách du lịch. Bản ở đây có nghĩa là 149 hộ thì cũng tạo điều kiện và tạo công ăn việc làm cho tất cả bà con ở trong bản này. Ví dụ như khách đến đây lưu trú ở đây thì bản sẽ nấu cơm cho khách ăn rồi sẽ chở khách tức là đi tham quan, thì nói chung là tạo công ăn việc làm cho tất cả bản. Đấy thì ở đây thì thực sự là mình cũng có ở trải nghiệm ở một các cái nhà tổ chim tổ ong và các cái khu mà nhà homestay của người dân thì mình thấy là rất là phù hợp và thoải mái. Những nhà tổ ong đang thu hút khách du lịch với phong cảnh đẹp hữu tình như một bức tranh giữa núi rừng. Các du khách đều cảm thấy hứng thú với những trải nghiệm mới lạ và không gian thân thiện với môi trường. Đối với các khách du lịch ấy, đặc biệt là khách nước ngoài, người ta thích những cái mô hình như thế, người ta ở yên tĩnh rồi ta muốn trải nghiệm cái không gian đó. Với sự đoàn kết và sáng tạo, bản Xin Suối Hồ đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh là làng du lịch cộng đồng tiêu biểu năm 2019 và nhận giải thưởng du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ triển khai học bạ số từ năm học 2024-2025. Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, hiện 100% các phòng giáo dục và đào tạo đã xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị nguồn lực, thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ công tác thí điểm học bạ số của từng đơn vị. 100% trường tiểu học đã trang bị đầy đủ máy tính kết nối Internet, có cán bộ để vận hành hệ thống quản lý giáo dục chuyên ngành và cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo. 100% giáo viên, nhân viên các trường học đều có thể tham gia sử dụng hệ thống quản lý thông tin giáo dục chuyên ngành, dữ liệu về học sinh. Cụ thể, tính đến ngày 31 tháng 7, số học bạ được ký số trên tổng số học sinh tiểu học đạt 97,6%, là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về kết quả triển khai học bạ số cấp tiểu học. Đây là cơ sở để triển khai học bạ số tại tất cả các trường phổ thông trên địa bàn thành phố từ năm học 2024-2025. Thưa quý vị, ứng dụng công nghệ số nhằm phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Quảng Ninh trong xây dựng nông thôn mới, ghi nhận tại xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long. Thời gian gần đây, chị Tẩy Thị Sang và nhiều chị em ở thôn Đồng Đặng, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã giảm bớt vất vả trong việc tiêu thụ ổi. Nhờ mạng xã hội, khách hàng chủ động liên hệ khi có nhu cầu mua ổi. Họ tìm đến và họ cũng đặt hàng qua cái truyền thông mạng. Và chị em phụ nữ chỉ cần nhận thông tin và đưa những cái sản phẩm của chị em tới đúng cái địa điểm mà khách hàng đặt. Các mô hình du lịch sinh thái của xã Sơn Dương cũng được quảng bá rộng rãi, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Từ năm 2023, xã đã thí điểm mô hình thôn thông minh tại thôn Vườn Cau với mạng Wi-Fi miễn phí, giúp người dân dễ dàng truy cập thông tin và trao đổi. Bây giờ trên 80% hộ dân thì cũng đã sử dụng cái hệ thống Wi-Fi. Và hiện tại giờ là thôn cũng đã có khoảng hơn trên 40 hộ gia đình đã lắp cái hệ thống cam, ví dụ là liên quan đến xóm, liên quan đến nhà dân, liên quan đến các ngõ, các ngã ba đường ấy. Thì cơ bản là việc an ninh trật tự rất là ổn định. Năm 2021, xã Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hướng tới chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Chuyển đổi số được coi là giải pháp tích cực để đạt được mục tiêu này. Xã Sơn Dương tiếp tục nhân rộng cái mô hình thôn thông minh đối với các thôn khác trên địa bàn xã. Cùng với đó thì tiếp tục khuyến khích các cái hộ dân để ứng dụng các cái nền tảng số rồi các cái trang mạng, trang thương mại điện tử để đưa các cái sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân, không chỉ tại Sơn Dương mà còn ở nhiều địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh. Sau nhiều vụ cây xanh ngã đổ, gãy nhánh gây tai nạn nghiêm trọng thời gian gần đây, đơn vị quản lý cây xanh tại thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất sử dụng flycam để rà soát, đánh giá, xử lý khiếm khuyết trên cây. Trước thực tế, nhiều sự cố nghiêm trọng do cây xanh ngã đổ xảy ra liên tiếp, đặc biệt là vụ rơi nhánh cây làm 5 người thương vong mới đây.
công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được dùng Flycam để hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý tình trạng khiếm khuyết trên cây. Từ đó có đánh giá tình trạng cây để thí điểm neo cáp các cành nhánh kích thước lớn vào thân đối với các loại cây sao đen, dầu. Đơn vị cũng đề nghị thuê thiết bị có máy móc đủ tầm cao để cắt cành nhánh cây có dấu hiệu khiếm khuyết trên đường phố, công viên. Việc triển khai sử dụng Flycam được thực hiện ngay trong tháng 8. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố nhánh cây gãy rơi xuống làm 5 người thương vong tại công viên Tao Đàn, quận 1, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định.